Thưa quý vị và các bạn, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông nên tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài quận huyện. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 24 độ. Hình thái thời tiết trời nhiều mây vẫn sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai, đặc biệt là vào sáng sớm, sương mù dày khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Nhiệt độ vào sáng sớm chỉ ở khoảng từ 21 đến 23 độ, trời se lạnh. Dự báo trong những giờ tiếp theo, nắng lên khá yếu do trời vẫn nhiều mây, trong ngày sẽ có những cơn mưa nhỏ bất chợt. Nhiệt độ tại một số khu vực của Hà Nội không tăng nhiều, cao nhất vào trưa chiều mai chỉ ở mức 28 độ. Độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 60 cho tới 65%. Trời nhiều sương mù kèm theo khói bụi khiến không khí ô nhiễm sẽ dễ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, gây ra các bệnh như là ho hay cảm cúm. Người dân cần đeo khẩu trang khi đi ra đường. Ngoài ra, nên thường xuyên vệ sinh mắt, mũi, họng bằng nước muối sinh lý để giữ gìn sức khỏe. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ trong khoảng 22 đến 28 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với nhiệt độ phổ biến là từ 22 đến 28 độ. Khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tại trung tâm thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.